Nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn mua một sản phẩm laptop Ultrabook gọn nhẹ 14 inch thì sản phẩm để trên bàn đây với mức giá khoảng tầm 25 triệu đồng có thể sẽ là một sự lựa chọn không hề tồi dành cho các bạn. Đây là Dell Inspiron 5430, một sản phẩm với rất nhiều những ưu điểm và những cái nét đặc trưng đến từ thương hiệu Mỹ. Sản phẩm mình đang để trên bàn đây là mẫu Dell Inspiron 145430 với mã là N5430 với một cái mã rất dài đằng sau, và trong video này thì mình sẽ nói là Dell Inspiron 5430 thôi nhá. Nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn mua thì đường link mua hàng dựa trên An Khang Computer mình sẽ để dưới mô tả. Còn bây giờ hãy đi sâu hơn về những cái đánh giá của mình. Đầu tiên là về phần thiết kế thì Dell Inspiron 5430 là bộ máy 14 inch, thế nên tổng quan thiết kế của mẫu máy này mình đánh giá là cực kỳ nhỏ gọn. Vẫn sử dụng một ngôn ngữ thiết kế tối giản với phần lưng vuông vắn cùng với điểm nhấn là logo Dell quen thuộc. Mặt A của mẫu máy Dell Inspiron 5430 này cũng được phủ nhám để giúp cho việc là chống bám mồ hôi, dấu vân tay trở nên là tốt hơn. Không chỉ vậy thì với một cái màu xám bạc như này càng tôn lên một cái vẻ mình đánh giá là rất ổn đến từ Dell. Một mẫu máy mà mình đánh giá là nhìn và thôi cảm thấy một cái sự sang trọng khi mà sử dụng. Vì đây là mẫu máy thuộc phân khúc tầm trung, thế nên sản phẩm này sẽ có đôi chút kim loại. Cụ thể là mặt A của chúng ta sẽ là một cái phần kim loại và được phủ nhám như lúc nãy mình đã nói. Thì với một cái việc là trang bị vào đây kim loại như thế này thì sẽ giúp cho thứ nhất là mẫu máy sang hơn, thứ hai là giúp cho mẫu máy nó trở nên là bền bỉ hơn trong quá trình sử dụng. Tuy là chỉ có mặt A là kim loại nhưng mà tất cả những cái mặt khác, những cái phần khung kim kiện khác thì mặc dù được làm từ nhựa nhưng mà nó vẫn có một cái độ cực kỳ là bền bỉ và chắc chắn. Và khi mà mình ấn vào cái hiện tượng flex gần như không hề xảy ra. Nó cực kỳ cứng cáp và nó tạo cho mình một cái niềm tin tuyệt đối về một cái mẫu máy được chứng nhận là nồi đồng cối đá suốt bao nhiêu năm qua đến từ thương hiệu Dell. Tuy nhiên thì vì nồi đồng cối đá quá thế nên mẫu máy này mình đánh giá là nó có một vài cái nhược điểm trong phần thiết kế. Thứ nhất đó chính là mẫu máy này hơi bị đô con quá, nó khá là dày so với những cái mẫu máy khác trong cùng tầm giá trên thị trường. Thứ hai đó là về phần cân nặng. Thì với 1,78 cân thì có lẽ đây là cân nặng dành cho những mẫu máy lớn lên đến 15,6 inch bàn phím full size, chứ không thể nào là một mẫu máy 14 inch gọn nhẹ được. Đây là một cái điểm mà mình cảm thấy hơi vô lý trên mẫu máy Dell Inspiron 145430 này. Tuy nhiên thì một cái điểm mà mình cảm thấy ăn tiền trên cái phần thiết kế đó chính là phần bản lề. Bản lề của mẫu máy này chắc chắn mở được bằng một tay. Và cái bản lề này thiết kế hơi công nghệ học một chút, có nghĩa là khi mở lên nó sẽ tạo ra thêm một cái góc khiến cho cái bàn phím của chúng ta hơi nghiêng và giúp cho thứ nhất là tản nhiệt tốt hơn. Cái thứ hai nữa là để cho chúng ta gõ phím nó trở nên là ổn hơn, sướng hơn rất nhiều so với việc là chúng ta để một cái bàn phím nằm ngang trên mặt bàn. Với các cổng kết nối thì Dell Inspiron 145430 là một mẫu máy mình đánh giá là vừa đủ với những cái kết nối cơ bản. Cụ thể bên cạnh trái chúng ta sẽ có một cổng HDMI, một cổng USB Type-A, một cổng USB Type-C và bên cạnh phải chúng ta sẽ có một cổng USB Type-A và một khe đọc thẻ nhớ SD. Nói chung về tổng thể thì số lượng cổng kết nối như vậy là vừa đủ với nhu cầu sử dụng của chúng ta. Còn nếu như chúng ta mà muốn sử dụng thêm rất rất nhiều các thiết bị ngoại vi khác thì mình nghĩ là nên mua thêm một cái hub nữa. Và cái bố trí các cổng kết nối mình đánh giá cũng khá hợp lý rồi. Quay sang với phần bàn phím và touchpad thì mình đánh giá bàn phím của Dell rất ổn. Cụ thể là với mẫu máy Dell Inspiron 5430 này thì đây là một bàn phím mình đánh giá có một cái hành trình phím bấm sâu, độ nảy tốt và cái phản hồi của bàn phím rất là nhạy. Và đây là một bàn phím được phủ một lớp mết, thế nên là sẽ hạn chế việc là bám mồ hôi dấu vân tay trên bàn phím, giúp cho chúng ta sử dụng mẫu bàn phím này trong thời gian dài vẫn cảm thấy là luôn luôn sạch sẽ. Đặc biệt là với những người mà ra nhiều mồ hôi dấu vân tay như mình, khi mà sờ vào những bàn phím mà nó làm theo kiểu bóng ấy, thì chỉ cần dùng sau một buổi làm việc thôi là thấy bàn phím bẩn lên rất rất nhiều. Và mẫu máy này thì vẫn được trang bị đèn nền để giúp cho chúng ta có thể sử dụng được trong điều kiện thiếu sáng một cách gọi là ổn thôi, chứ không phải là thật sự là nó quá loè loẹt RGB cả. Nó chỉ tạo cho chúng ta một cái bàn phím dễ nhìn trong đêm tối. Phần touchpad của sản phẩm này thì mình đánh giá có một kích thước rất lớn so với một mẫu máy 14 inch đến từ Dell. Và cái cảm nhận của mình khi mà tracking sử dụng trên mẫu máy này rất là ổn, mượt mà, không hề bị cảm giác díp tay khi mà sử dụng. Đây là một cái trải nghiệm mình đánh giá rất cao trên mẫu bàn phím và touchpad của Dell Inspiron 145430. Về phần màn hình thì đây là một mẫu màn hình 14 inch sử dụng tấm nền là IPS và có độ phân giải là Full HD Plus. Vì sao lại là Full HD Plus? Vì đây là mẫu màn hình có tỷ lệ 16:10. Với tỷ lệ 16:10 thì sẽ có một cái tỷ lệ màn hình nó hơi dị nhưng sẽ giúp cho chúng ta hiển thị được nhiều nội dung hơn.
Và đây là một cái lợi thế đến từ Dell Inspiron 14 5430 như thế này. Về chất lượng màn hình thì đây là một màn hình gọi là đáp ứng được vừa đủ các nhu cầu dụng cơ bản hàng ngày, từ việc giải trí đến làm việc cơ bản của văn phòng. Còn nếu như chúng ta làm về các tác vụ multimedia thì đây là mẫu màn hình chưa đáp ứng đủ các yêu cầu. Cụ thể thì khi mà mình đã chấm qua các thông số màn hình thì chúng ta có thể thấy màn hình có độ sáng ở tầm 260 nits, sRGB là đạt được 55%, Adobe RGB là 53% và phủ được 45% DCI-P3. Delta E cũng khá cao, lên đến 3.4. Thế nên quay trở lại vấn đề, đây là mẫu màn hình chỉ có thể đáp ứng được đủ các nhu cầu cơ bản mà thôi. Về phần hiệu năng thì với mức giá khoảng tầm hơn 25 triệu đồng như thế này thì đây là một mẫu máy có một cái hiệu năng mình đánh giá là vừa đủ trong tầm giá của nó đến từ thương hiệu Dell. Cụ thể chúng ta sẽ có một con chip Core i5-13-1340P, RAM 16GB LDDR5, SSD 512GB và đây là mẫu máy có cảm hình rời, sử dụng là Nvidia GeForce MX550. Về phần cấu hình như này thì mình đánh giá đây là một cấu hình rất ổn để chúng ta có thể sử dụng trong một thời gian lâu dài, khoảng tầm từ 3 đến 4 năm nó vẫn là rất ổn. Vì thứ nhất, một con chip Core i5-13, một con chip cực kỳ mạnh rồi. Thứ hai nữa, RAM lên đến 16GB và không chỉ vậy, đây là RAM LDDR5. Và thứ ba, có thêm card rời để giúp cho chúng ta có thể sử dụng được thêm một vài tác vụ khác. Cụ thể thì mình đã chấm qua một số điểm benchmark, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Điểm Cbench R23 này, PCMark 10 hay BDMark, điểm số cũng rất ổn luôn. Và ngoài ra, vì đây là một bộ máy có card rời, thế này mình cũng test qua một vài game casual, ví dụ như CSGO hay Dota 2. Thì nói chung đây là một trong mẫu máy có thể gọi là tạm chấp nhận được khi mà dùng để chơi game. Và đó là những cái đánh giá của mình về mẫu máy Dell Inspiron 5430, một phiên bản chạy con chip Core i5-13. Một mẫu máy theo mình đánh giá là có rất nhiều ưu điểm. Thứ nhất là độ bền cao, nồi đồng cối đá. Thứ hai là hiệu năng tốt. Và thứ ba, đây là một sản phẩm chính hãng để có một cái chế độ bảo hành nó thực sự là rất tốt đến từ Dell Việt Nam. Vậy thì với mức giá khoảng tầm hơn 25 triệu đồng như thế này thì các bạn có thấy sản phẩm này đáng mua hay không? Hãy vui lòng comment cho mình bên dưới nhé. Còn nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn mua thì đường link mua hàng dẫn đến An Khang Computer mình sẽ để xuống mô tả. Còn video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số video sau. Bye bye.